chúng ta bước vào cái thời kỳ công nghiệp 4.0 phải đối phó với 4 thay đổi rất cơ bản. Cái thay đổi đầu tiên là thay đổi về phương thức làm việc. Hiện nay chủ yếu chúng ta làm việc trong phòng kín với máy vi tính và điện thoại di động. Thay đổi thứ hai là thay đổi về nếp sống và nếp sinh hoạt, lười vận động, không tiếp xúc với tự nhiên, luôn luôn ở trong phòng đóng kín. Và cái thay đổi thứ ba là thay đổi về tiêu dùng thực phẩm. Chúng ta chuyển từ thực phẩm tự nhiên sang thực phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến và thực phẩm bảo quản. Và cái thay đổi thứ tư là thay đổi về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Từ đó chúng ta phải đối phó với 5 cái nguy cơ sau đây. Thứ nhất là hội chứng ánh sáng xanh. Cái thứ hai là hội chứng sóng điện từ. Cái thứ ba là hội chứng phòng kín. Cái thứ tư là hội chứng suy dinh dưỡng. Và cái thứ năm là hội chứng stress. Từ đó dẫn tới hậu quả là gì? Trong cơ thể chúng ta ứ động các chất độc, không thải ra ngoài được. Cái thứ hai là trong cơ thể chúng ta gia tăng các gốc tự do, người ta gọi là rác và bụi độc hại. Và cái thứ ba là chúng ta đối phó với một nạn đói vi chất. Từ đó nó dẫn tới cái hệ lụy là rối loạn chức năng và cấu trúc của các tế bào, rối loạn cân bằng nội môi và giảm khả năng thích nghi của cơ thể. Đó là cơ sở của các bệnh mãn tính, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, ung thư, xương khớp, thần kinh, vân vân. Người ta gọi là cơn thủy triều dịch bệnh mãn tính không lây. Làm thế nào để ngăn chặn nó? Người ta muốn ngăn chặn nó phải đi vào ba cái hướng. Cái thứ nhất là phải chống các gốc tự do, phải quét rác và lau bụi độc hại trong cơ thể. Cái thứ hai là phải giải độc, tăng cường đào thải độc tố. Và cái thứ ba là phải chống nạn đói vi chất. Ai và cái gì có thể làm được việc đó? Đó là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng ở Việt Nam có thể nói là phát triển tương đối tốt, bền vững. Người dân càng ngày càng hiểu rõ về thực phẩm chức năng. Những năm đầu hiểu không biết, không đầy đủ về thực phẩm chức năng. Thậm chí cái từ thực phẩm chức năng cũng còn bỡ ngỡ, không hiểu. Nhưng đến năm 2022, chúng ta đã có 92% dân số biết về thực phẩm chức năng, với 80% dân số là hiểu đúng về thực phẩm chức năng. Số người dùng thực phẩm chức năng hiện nay vào khoảng 50% dân số, tức là gần 50 triệu người.